hòa chung không khí kỷ niệm 60 năm ngày lá cờ Việt Nam tung bay trên nắp hầm The Castory, ngày làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ bất diệt, ngày 7 tháng 5 1954, ngày 7 tháng 5 2014, đoàn thanh niên kết hợp với hội cựu chiến binh và khoa lịch sử trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng tổ chức chuỗi chương trình kỷ niệm bao gồm triển lãm ảnh về chiến thắng Điện Biên Phủ, chứa phim tư liệu lịch sử và hội thi tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, khơi dậy lòng tự hào và nêu cao tinh thần tự chủ, tự cường cho thế hệ trẻ ngày nay. Theo chuỗi sự kiện, sáng ngày 5 tháng 5, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đã long trọng tổ chức buổi lễ khai mạc triển lãm ảnh chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây cũng là sự kiện mở đầu trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do nhà trường phát động. Về tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của ban giám hiệu nhà trường, các vị khách quý cùng các bạn sinh viên đang học tập tại trường. Triển lãm ảnh được kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5. Nhờ đó, các bạn sinh viên đã có cơ hội được tận mắt chứng kiến những bức ảnh, những tư liệu lịch sử vô cùng quý giá về chiến thắng vĩ đại của ông cha ta cách đây 60 năm về trước. Qua đó, có một cái nhìn chân thực hơn, cụ thể hơn về những gì đã diễn ra trong trận chiến khốc liệt ở chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa. Nhiều hình ảnh đã để lại trong lòng người xem những cảm giác lắng đọng và những dư âm khó tả. Mình đến với triển lãm ảnh hôm nay để thấy được những cái chiến công lẫy lừng của ông cha ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp cũng như nói chung và trong chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng. Mục đích chính của chương trình của chúng ta là nhằm hướng tới việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các bạn đoàn viên sinh viên. Thì chúng ta đã biết là trong thời gian vừa qua thì các vấn đề về lịch sử thì có lẽ là đang không thu hút nhiều cái sự quan tâm của giới trẻ. Thì hy vọng rằng cái chuỗi sự kiện do đoàn thanh niên và hội cựu chiến binh trường Đại học Sư phạm tổ chức lần này sẽ có cái sự tác động mạnh mẽ tới cái tư tưởng cũng như là cái ý thức của các bạn đoàn viên sinh viên trong cái thời đại mới. Không chỉ cung cấp cho các bạn đoàn viên thanh niên và sinh viên những bức ảnh quý báu mà nhà trường còn tổ chức buổi chiếu phim tư liệu vào chiều ngày 6 tháng 5 tại hội trường A5. Ban tổ chức chương trình đã chọn ra những bộ phim tài liệu hay nhất, thể hiện một cách đầy đủ và sâu sắc về một cuộc chiến được xem là lẫy lừng và chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Tại đây, những thước phim sống động và chân thực nhất đã có cơ hội được tiếp cận đến các bạn sinh viên, giúp cho thế hệ trẻ sau này tìm hiểu rõ hơn về những gian khổ, những hy sinh, mất mát của cha ông ta trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng thời thể hiện được tầm vóc, quy mô của chiến dịch Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Được tham dự cái chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mình cảm thấy rất là vinh dự và vô cùng thích thú với những cái hoạt động triển lãm tranh hay là giao lưu với các bác chiến sĩ, thì mình cảm thấy rất vui và nhận được nhiều điều bổ ích khi mà được hiểu thêm rõ hơn về lịch sử của đất nước mình và cái tấm lòng quả cảm của các chiến sĩ đã sẵn sàng ngã xuống hy sinh vì độc lập của tổ quốc, của dân tộc. Đến tối ngày 6 tháng 5 năm 2014, hội thi tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ được diễn ra tại hội trường A5, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Tham gia hội thi gồm có 11 đội thi là đại diện cho 11 khoa được chia ra làm 3 bảng để thi đấu và chọn ra đội xuất sắc nhất tham dự trong vòng chung kết. Các đội thi có mặt từ rất sớm, các bạn cổ động viên cũng nhanh chóng lấp kín hội trường, tạo nên không khí nghiêm túc nhưng cũng không kém phần sôi nổi và hào hứng. Sau phần phát biểu khai mạc hội thi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, các đội thi nhanh chóng bước vào các vòng thi sôi động và không kém phần gay cấn. Các đội thi đã thể hiện rõ sự am hiểu về kiến thức lịch sử cùng với sự tự tin của mình trên sân khấu. Kết thúc vòng thi đầu tiên, 4 đội xuất sắc nhất là Ngữ văn, Toán học, Vật lý và Địa lý được lọt vào chung kết. Vòng chung kết gồm 2 phần thi là Mật mã Điện Biên Phủ và Âm vang Điện Biên. Các đội ở vòng chung kết thật sự tài năng, tạo nên không khí cạnh tranh nóng bỏng trong hội trường. Đặc biệt với phần thi Âm vang Điện Biên, các đội trả lời câu hỏi bằng cách thuyết trình thật sự sắc sảo, sâu lắng và thuyết phục. Tổng kết hội thi, với số điểm xuất sắc là 188, đội Địa lý đã đạt giải nhất, giải nhì thuộc về đội Ngữ văn, đội Toán học đứng thứ 3 và cuối cùng là giải khuyến khích dành cho đội Vật lý. Hội thi tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để các bạn sinh viên ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, để tìm hiểu thêm về một thời đạn bom, khói lửa mà cha ông ta đã trải qua. Hội thi đã tạo cho sinh viên sự hứng thú khi tìm hiểu về lịch sử. Đây cũng là cách bổ sung kiến thức lịch sử hiệu quả và sinh động,
đồng thời khơi dậy trong thế hệ trẻ lòng tự hào dân tộc, sự biết ơn đối với thế hệ anh hùng đi trước, để các bạn học tập tốt hơn, cống hiến sức trẻ, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.